của chương trình, mời toàn thể quý vị cùng gặp gỡ một tác giả, một hội viên mới của hội văn học nghệ thuật Gia Lai. Anh đến từ thị trấn Chư Sê và đây cũng là lần đầu tiên anh tham gia chương trình thơ nhạc của chúng ta. Xin giới thiệu anh Trần Thanh Cẩm và hôm nay anh Cẩm sẽ đọc bài thơ Trở Về Dòng Sông. Xin mời anh. Đầu tiên, tôi cũng xin được gửi đến tất cả các anh chị nghệ sĩ thơ hôm nay lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc chờ đây là yêu đương thơ nhạc về ca nhạc bản chúng ta có được hành thành công. Thì để có vui chương trình văn nghệ thì Thanh Cẩm xin được gửi đến tất cả các anh chị nghệ sĩ bài thơ Trở Về Dòng Sông. Tôi trở về quê hương, dài tay ôm dòng sông, sông cuộn vào ký ức. Con đò giã ngang dòng xưa, chữ tiếng hò ai thắm vào rãnh dâu xanh nước. Nắng phơi sông lấp lánh ngàn sao. Thưa bộ ơi, tiếng gọi ngàn đời, ai đặt tên mà mềm như dải lụa. Sông cao mình buồn mùa lặng lẽ, chữ vui buồn, chữ những ước mơ. Thưa bộ ơi, tôi tắm mát tuổi thơ thơm dòng sữa mẹ, vẫn cùng trong những cơn mưa ta yêu nhau bao mùa nắng gian dở, bên lỡ bên bồi năm tháng vẫn thủy chung. Đời lên đến sông mãi cứ dập duyên, sông cùng mình trong mùa bão lũ cũng tình yêu thăm thẳm phía chân trời. Ngày về con đò bơ vơ cắm sào đúng đời, gọi tên em trong chiều vời vợi, khúc hát ngàn lời lặng lặng con nước buồn trôi. Sông cứ trôi, ta đợi ai lạc vớt những câu thề. Vâng, xin mời anh.